Thưa quý vị, từ 16 giờ chiều qua, Thủy điện Hòa Bình và Thủy điện Sơn La đóng bớt một cửa đáy xả lũ. Việc đóng mở cửa xả cũng phải làm từ từ và theo từng bước, tránh việc đóng các cửa đột ngột, nước rút quá nhanh sẽ gây ra tình trạng sụt lún, sập mái kè, chân đê vùng hạ du. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và thực tế lưu lượng về hồ hiện nay, trên cơ sở đề nghị của Công ty Thủy điện Hòa Bình và Công ty Thủy điện Sơn La thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Hồng, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng cửa một cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 16 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2022, đóng cửa một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 16 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2022. Các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.